Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phản thanh Truyền hình Quảng Trị. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 1 tháng 9 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nhân kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các địa phương trong tỉnh tổ chức lễ viếng các anh hùng liệt sĩ. Ghi nhận ngày đầu tiên thực hiện luật thuế mới về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa tại khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo. Nhân kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, chiều nay, đoàn đại biểu tỉnh Quảng Trị gồm các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã tổ chức trang trọng lễ viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường Chính, nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn và thành phố Quảng Trị. Tham gia lễ viếng có các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và nhân dân các địa phương trong tỉnh. Trải qua hai cuộc kháng chiến Việt Quốc vĩ đại, hàng vạn người con trên khắp cả nước đã nằm lại với mảnh đất Quảng Trị tại hai nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường Chính và Trường Sơn, 70 nghĩa trang liệt sĩ cấp xã. Thay mặt nhân dân cả nước, tỉnh Quảng Trị đang chăm sóc và hương khói cho các liệt sĩ từ mọi miền Tổ quốc. Công việc đó đã làm vơi đi một phần nỗi đau của những thân nhân và đồng đội của các liệt sĩ. Trong không khí linh thiêng, trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường Chính, đoàn đại biểu Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị kính cẩn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, thể hiện lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ, những người không tiếc máu xương để bảo vệ độc lập tự do, hạnh phúc của dân tộc. Tại thành cổ Quảng Trị, đoàn đại biểu tỉnh Quảng Trị đã dâng hoa, dâng hương trên đài tưởng niệm, bày tỏ lòng xúc động và biết ơn các liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu anh dũng 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Là khúc tráng ca bất tử, là nơi thể hiện sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng với khát vọng tự do, độc lập, ghi vào lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam những trang hào hùng. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị nguyện hứa tiếp bước truyền thống của cha anh, tiếp tục đi theo con đường của Đảng, của Bác Hồ đã lựa chọn để xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh. Không phụ công lao hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhân dịp này, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang các địa phương trong tỉnh cũng đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ huyện. Tại lễ viếng, trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đồng chí lãnh đạo cùng cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang các địa phương đã kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc. Những vòng hoa thắm, những nén hương thơm được dâng lên hương hồn các anh thể hiện sự ghi nhận và biết ơn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương đã ngã xuống vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Dâng hương và dâng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ được các địa phương tổ chức vào các ngày lễ trọng thể của quê hương đất nước, các dịp lễ Tết. Qua đó, góp phần giáo dục cho mọi người, nhất là thế hệ trẻ về lòng yêu nước, truyền thống hào hùng của cha anh để viết tiếp những trang sử vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc ở nước ta, bất luận trong hoàn cảnh nào, đã kết thành sức mạnh vô địch, đưa dân tộc Việt Nam vượt lên mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích vẻ vang. Vì vậy, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang các địa phương nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cha anh, ra sức học tập lao động để bảo vệ và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, tiếp tục củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh to lớn của toàn dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa. Sáng nay tại trường tiểu học Triều Tài, huyện Triệu Phong phối hợp với tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel chi nhánh Viettel Quảng Trị và chính quyền địa phương tổ chức lễ khánh thành trường tiểu học. Dự lễ có đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Hà Sĩ Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đồng chí Thiếu tướng Hoàng Công Vĩnh, Phó Tổng giám đốc tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel chi nhánh Viettel Quảng Trị đã tài trợ 5,7 tỷ đồng xây dựng dãy nhà 2 tầng gồm 8 phòng học với tổng diện tích xây dựng 700 mét vuông, trang cấp các thiết bị dạy học, bàn ghế, máy tính và các công trình phụ trợ khác cho trường tiểu học Triều Tài. Sau hơn 4 tháng thi công, đến nay công trình trường tiểu học xã Triều Tài đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng đúng vào dịp khai giảng năm học mới 2016-2017. Ngôi trường mới khang trang với đầy đủ cơ sở vật chất, đây là điều kiện để nhiều thế hệ học sinh của địa phương vươn lên học giỏi, xứng đáng với truyền thống quê hương. Thưa quý vị và các bạn, có được cuộc sống ấm no, đủ đầy như ngày hôm nay, những người con đồng bào dân tộc Vân Kiều Paco tại huyện miền núi luôn mang trong mình tấm lòng biết ơn đối với Đảng, với Bác Hồ. Mỗi dịp Tết độc lập, niềm tin sắt son dành cho Đảng, cho Bác lại được củng cố, hiện diện rõ nét trong lòng mỗi người con mang họ Hồ của Bác. Những ngày này, bà con nhân dân bản Ca Tăng, thị trấn Lao Bảo cùng các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tổ chức ăn Tết độc lập mùng 2 tháng 9. Bữa cơm đón Tết độc lập được tổ chức tại nhà dân bản, giản đơn, với những món ăn mang hương vị núi rừng, song ấm áp và ý nghĩa. Già làng, trưởng bản, người già, thanh niên, bộ đội quây quần bên nhau, cùng hướng về ngày lễ trọng đại, ngày Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Chủ tịch nước. Năm nào chúng tôi cũng tổ chức bữa cơm đón Tết độc lập như thế này. Tôi từng đi bộ đội, từng biết nhiều về chiến tranh. Tổ chức ăn Tết độc lập như thế này, tôi sẽ kể cho bà con dân bản mình biết thêm về chiến tranh, về công ơn của Đảng, của Bác Hồ, để bà con bản mình biết yêu quê hương, xây dựng cuộc sống ngày càng tốt hơn. Đối với đồng bào Vân Kiều Paco tại huyện Hướng Hóa, được mang họ Hồ của Bác luôn là điều đáng để tự hào. Mỗi một người con Vân Kiều Paco hôm nay luôn mang trong mình niềm tin rằng nhờ có Đảng, có Bác mới có được cuộc sống sung túc, đủ đầy như hôm nay. Thưa em cũng rất tự hào về sinh ra và sau chiến tranh. Chứ hiện tại thì nói chung là nhờ ơn Bác Hồ được tổ chức ăn Tết độc lập như hôm nay. Đảng và nhà nước và thật là để xây dựng cái gia đình hạnh phúc. Tất cả mọi người đều ai là cũng ấm no hết. Từ cái Tết độc lập như có Đảng, như có Bác Hồ, chúng ta có được cái Tết độc lập, ngày độc lập thì chúng ta đừng quên. Và thông qua đó thì những người dân phải sát cánh cùng với bộ đội biên phòng chúng tôi để giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, giữ vững đường biên cột mốc của Tổ quốc và Nhân Sơn. Khu tái định cư Ca Tăng nằm trong dự án cơ sở hạ tầng mở rộng cụm cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, xây dựng cho 70 hộ dân, nhường đất cho xây dựng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Nhà sàn truyền thống, hệ thống điện chiếu sáng, đường giao thông, nhà sinh hoạt cộng đồng, tất cả đều được quan tâm xây dựng đồng bộ. Cuộc sống trên đất mới giờ đây sung túc đủ đầy hơn, và những người con mang họ Hồ ở đây tin rằng nhờ có Đảng, có Bác, cuộc đời họ mới được sang trang mới như hôm nay. Chuyển sang tin chúng tôi vừa nhận được, sáng nay tại Thái Lan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính đã có buổi tiếp xúc giải giao với ông Sorasit Risorakai, tỉnh trưởng tỉnh Mục Đa Hạn. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị bày tỏ sự vui mừng khi đến thăm và làm việc tại tỉnh Mục Đa Hạn và nhấn mạnh, từ năm 2005, lãnh đạo hai tỉnh đã ký bản ghi nhớ về việc thiết lập quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh hơn 10 năm qua. Quảng Trị và Mục Đa Hạn đã có nhiều bước tiến quan trọng trong quan hệ hữu nghị và hợp tác trong nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị mong muốn, sau hội nghị hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch, lao động và truyền thông, hai tỉnh sẽ nâng cao sự hiểu biết, gắn bó hơn, sự tăng cường hợp tác hiệu quả hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực, trong đó ưu tiên các lĩnh vực về đầu tư, thương mại, du lịch, giáo dục đào tạo, y tế, lao động, giao thông vận tải phù hợp với tiềm năng thế mạnh của hai tỉnh và xu thế hội nhập khu vực và quốc tế sâu rộng như hiện nay. Trong không khí thắm tình hữu nghị và hợp tác của hai nước, hai tỉnh, ông Sorasit Risorakai, tỉnh trưởng tỉnh Mục Đa Hạn, bày tỏ sự vui mừng khi được tiếp đón đoàn đại biểu tỉnh Quảng Trị tại Mục Đa Hạn. Tỉnh trưởng Mục Đa Hạn cho rằng Quảng Trị và Mục Đa Hạn có nhiều tiềm năng lợi thế nên tiếp tục hợp tác dựa vào lợi thế của hành lang kinh tế Đông Tây để tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực hai tỉnh có thế mạnh. Ngài tỉnh trưởng mong muốn phía Quảng Trị cho các xe du lịch Thái Lan vào nội địa khi Mục Đa Hạn đã thực hiện điều này. Trên tinh thần đoàn kết và hợp tác, lãnh đạo hai tỉnh đã giao cho cơ quan đối ngoại hai bên làm đầu mối để tiếp tục trao đổi, bàn bạc các vấn đề liên quan nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh trên hành lang kinh tế Đông Tây.
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức hội nghị ký kết phối hợp giữa Sở và Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Cựu chiến binh tỉnh giai đoạn 2016-2020. Theo đó, giai đoạn 2016 đến năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Cựu chiến binh tỉnh tuyên truyền phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn sâu rộng trong hội viên, phối hợp tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn, tổ chức một số chương trình, dự án, đề án thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tham gia triển khai đề án tại cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển giao và ứng dụng khoa học và công nghệ mới vào chăn nuôi, sản xuất, dịch vụ trong nông nghiệp, xây dựng và thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại do cựu chiến binh và hội phụ nữ làm chủ trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn. Thưa quý vị và các bạn, luật thuế mới về xuất khẩu nhập khẩu hàng hóa số 107/2016 đã có nhiều điểm mới cần được thời gian và thực tế kiểm nghiệm. Tuy nhiên, luật thuế này cũng cho thấy rõ nét những thay đổi về chính sách ưu đãi thuế trong các khu kinh tế cửa khẩu, trong đó có khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo của tỉnh Quảng Trị. Điều này có thể ghi nhận ngay từ khi luật này bắt đầu có hiệu lực. Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo hôm nay, mùng 1 tháng 9 năm 2016, dường như không có gì thay đổi. Tuy nhiên, từ ngày này, luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu nói trên đã không còn nhiều ưu đãi cho doanh nghiệp trên địa bàn của khu kinh tế thương mại cửa khẩu. Theo đó, khu phi thuế quan bên cạnh những yêu cầu pháp lý nhất định thì còn một đặc điểm là khu vực không có hàng rào cứng ngăn cách với bên ngoài. Đối chiếu với những quy định này, khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo đã có sự thay đổi về chính sách. Cụ thể là không còn miễn thuế hàng xuất khẩu, nhập khẩu và hoàn thuế giá trị gia tăng cho tất cả các doanh nghiệp và các hộ kinh doanh trong khu vực này. Điều này đã tác động không nhỏ đến hàng trăm doanh nghiệp và hàng ngàn hộ kinh doanh ở địa bàn huyện miền núi Hướng Hóa, nơi có cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Nếu như không có thuế 10% giá trị gia tăng của nhà nước ưu đãi thì các mặt hàng nó bình quân trên cả nước, nên khi các bán hàng buôn bán, nhất là mình lại ở địa phương ở khu vực biên giới đất nước bạn Lào, họ sẽ không được hưởng lợi của mình bán ra, như vậy là tạo khó khăn cho doanh nghiệp chúng tôi. Khi luật thuế mới đi vào cuộc sống thì ngay bước đầu sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường, đến lượng khách hàng đến với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Như vậy không chỉ doanh nghiệp mà cả người tiêu dùng cũng phải chịu tác động khi luật thuế mới đi vào cuộc sống. Theo tôi thì khi mà có miễn thuế thì dân tiêu dùng thì đỡ hơn, thì có thể là rẻ thì họ có mua nhiều hơn, nhưng khi mà không được miễn thuế thì giá càng cao thì dân họ mua thì họ có suy nghĩ thì có thể là mua họ giảm, người tiêu dùng có thể là họ giảm mua bớt thế. Chỉ tính riêng thị trấn Lao Bảo, nơi có đến hơn 400 doanh nghiệp trong và ngoài nước, 3.000 hộ kinh doanh cá thể, gần 70 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký lên đến 4.000 tỷ đồng, cũng không thể đứng ngoài sự tác động của luật thuế mới về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Điều này, trước mắt, chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cộng đồng doanh nghiệp cũng như sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Thế như vậy thì chúng ta hiểu nghĩ rằng là các doanh nghiệp nằm trong khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo thì cũng giống như các doanh nghiệp nằm ở các vùng khác ở dưới đồng bằng. Thế như vậy thì ở đây là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng cửa khẩu mà hiện nay chúng ta đang còn tạo cái đã thu hút các cái doanh nghiệp vào khu kinh tế thương mại Lao Bảo rồi, thì chúng ta phải đề xuất với các cấp các ngành có cái chế độ chính sách, có cái chính sách ưu đãi để cho các doanh nghiệp tiếp tục phát triển. Mong muốn tìm hướng tháo gỡ khó khăn từ ngày 1 tháng 9 nhất thiết phải được đặt ra, trước hết là từ phía doanh nghiệp. Qua đây, tôi cũng xin kiến nghị đến cấp lãnh đạo các ngành có liên quan để tạo điều kiện hết sức như ban đầu thành lập khu thương mại Lao Bảo như vậy, để tạo điều kiện một số tiền nào đó để tạo doanh nghiệp để làm ăn phát triển trong tương lai. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng cần sự hỗ trợ của cơ quan chức năng và chính quyền trong việc kiến nghị tháo gỡ những vướng mắc phát sinh, góp phần giúp cộng đồng doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thuận lợi. Liên quan đến vấn đề này, chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh trong các chương trình thời sự sau. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa, học sinh sinh viên cả nước háo hức bước vào ngày khai giảng năm học mới 2016-2017. Vậy nhưng, với những tân sinh viên vùng biển,
do sự cố môi trường biển vừa qua đã làm cho các em cùng gia đình phải đối diện với không ít khó khăn trước thềm năm học mới. Ghi nhận tại địa bàn xã Triệu An, huyện Triệu Phong. Em Nguyễn Thị Quỳnh, thôn Hà Tây, xã Triệu An, huyện Triệu Phong, đang hào hức kiểm tra lại hồ sơ trước khi vào nhập học ở trường Đại học Sư phạm Huế. Quỳnh phấn khởi khi mình đã đạt được ước mơ trở thành sinh viên ngành giáo dục mầm non trường Đại học Sư phạm Huế. Vậy nhưng, kinh tế gia đình chỉ trông chờ vào 2 triệu đồng mỗi tháng từ việc đánh bắt hải sản xa bờ của ba em. Quỳnh đang rất lo lắng bố mẹ không đủ sức nuôi em và một chị gái cũng đang học đại học. Việc đi biển của ba hiện nay là gặp rất nhiều khó khăn. Không còn như xưa là việc thu nhập là cũng ít hơn bình thường. Nên việc chi tiêu trong gia đình cũng gặp lại nhiều trở ngại rồi. Thì việc em sắp nhập học thì cũng rất là cũng hơi lo. Trong năm học 2016-2017 này, xã Triệu An có hơn 20 học sinh thi đỗ vào các trường đại học cao đẳng trong cả nước. Phần đông các em có hoàn cảnh khó khăn. Đời sống chịu ảnh hưởng nặng nề từ sự cố môi trường biển do nhà máy Formosa Hà Tĩnh gây ra. Hiện nay, phần lớn các em đã lên đường nhập học, để lại sau lưng là nỗi lo toan của các bậc phụ huynh về nghề nghiệp, kiếm thu nhập để nuôi sống gia đình và chăm lo việc học cho con em. Tôi chỉ mong rằng là nhà nước nên có cái chính sách là miễn giảm học phí cho con em ở các bậc học. Riêng các em mà đổ vào các trường đại học cao đẳng thì nên có một cái chính sách hỗ trợ thêm để động viên cho các em yên tâm chăm học. Không riêng ở Triệu An, huyện Triệu Phong mà đối với các sinh viên vùng ven biển của tỉnh Quảng Trị cũng đang gặp không ít khó khăn khi năm học mới đang cận kề. Sự quan tâm, ưu tiên giúp đỡ của ngành giáo dục của cả cộng đồng cho các em trong thời điểm này là rất cần thiết, để các em có thêm động lực, vững tin bước vào năm học mới. Chiều qua, đồn biên phòng Cửa Tùng đã tổ chức gặp mặt gần 50 trưởng thôn, khu phố, tổ tự quản bến bãi tàu thuyền an toàn của xã Vĩnh Thái, Vĩnh Thạch, Vĩnh Kim và thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận các nội dung về tuyên truyền nhân dân tham gia bảo vệ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biển đảo, công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các mục tiêu quốc gia, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, tham gia cuộc vận động toàn dân đoàn kết, tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, các tệ nạn xã hội. Các đại biểu cũng đã tham mưu đề xuất những chủ trương giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, toàn diện trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển đảo, thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ theo tinh thần chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 71 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển, tập trung thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phản thanh Truyền hình Quảng Trị đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.